Tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 Nam Mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ùn ùn kéo tới, chắc chắn giàu nhanh. Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với ban biên tập chương trình, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị khán giả luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông quý vị nhé. Quý vị thân mến, ai trong chúng ta cũng mong có được cuộc sống giàu sang, phú quý, thế nhưng cuộc đời lại không đơn giản như vậy. Cần phải có những thử thách chông gai để chúng ta vượt qua khi bước đến con đường giàu có. Chính vì thế, để nắm bắt được vận mệnh của mình thì việc xem tử vi cho tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 Nam Mạng là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Xem tử vi tuổi Mậu Dần 1998 Nam Mạng trong năm 2022 sẽ giúp cho quý vị nắm bắt được những điều tốt đẹp và những điều xấu sẽ xảy đến với mình trong năm Nhâm Dần 2022 và từ đó sẽ có những phương án xử lý, đón cát, tránh hung, mang lại tài lộc và may mắn cho gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 Nam Mạng. Phần luận giải tử vi ngày hôm nay được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát, vậy nên số này sẽ chính xác và chi tiết nhất. Qua phần luận giải này, thầy Gia Cát sẽ chỉ rõ cho quý vị những việc cần làm và những điều cần tránh trong năm mới 2022 Nhâm Dần, giúp cho gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 Nam Mạng có được những bước đi vững chãi đến thành công trong năm mới. Và sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 Nam Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 Nam Mạng năm 2022. Tổng quan vận mệnh tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 Nam Mệnh trong năm 2022. Xét về vận hạn năm Nhâm Dần 2022, Mậu Dần sinh năm 1998 Nam Mệnh gặp phải sao chiếu mệnh là sao kế đô, vận hạn, địa võng, hạn tam tai. Năm 2022 Nhâm Dần, gia chủ Mậu Dần sinh năm 1998 Nam Mệnh không phạm tam tai, hạn hoàng ốc, không phạm hoàng ốc, kim lâu, không rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Dần gặp Dần, bình ổn, tuy nhiên chớ coi thường sự ảnh hưởng của thái tuế. Xét về mối quan hệ thiên can Mậu Dương Thổ gặp Nhâm Dương Thủy là thất sát. Trong năm nay, các gia chủ tuổi Mậu Dần nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Trong năm Nhâm Dần 2022, gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 cần chú ý tháng Mậu Thân, tháng 7 âm lịch từ ngày 29 tháng 7 đến 26 tháng 8 âm lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 và những ngày này cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những thị phi không đâu ập tới. Do phạm vào cục diện thái tuế nên vận trình của năm 2022 bị vướng vào thị phi, tiểu nhân hãm hại dẫn đến phá tài. Vậy nên quý gia chủ cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, hóa giải mọi vận hạn xấu của năm do cục diện phạm thái tuế mang lại. Xem sao chiếu mệnh vận hạn và cách hóa giải cho tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 Nam Mệnh. Trong năm 2022, Nam Mệnh Mậu Dần sinh năm 1998 năm nay gặp sao kế đô chiếu mệnh. Sao kế đô hay còn gọi là kế đô tinh quân trông coi. Kế đô là sao tam cửu khóc bi ai, mang đến sự buồn khổ chán nản. Đây được coi là một hung tinh với cả nam và nữ. Chính vì thế năm nào bị sao kế đô chiếu mệnh xem như năm đó bị xấu, đặc biệt là ảnh hưởng rất xấu đến phái nữ. Riêng những người có thai hay sinh đẻ trong hạn này thì thường ít bị ảnh hưởng. Gặp hạn sau này, mưu sự thường khó khăn, thành ít bại nhiều. Tuy nhiên nữ giới thường kỵ nhiều hơn nam giới và cần phải chú ý tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Hóa giải, hàng tháng vào lúc 13 giờ đến 15 giờ chiều ngày 18 âm lịch, gia chủ hãy lập bàn thờ quay về hướng Tây để cúng dâng sao giải hạn. Để thực hiện nghi lễ này, gia chủ cần phải chuẩn bị hương hoa, trà nước, mâm ngũ quả, chè, oản thuốc, bánh kẹo, muối gạo và 21 ngọn nến. Lễ vật dùng để cúng sao kế đô phải màu vàng. Trường hợp có một số thứ không phải màu vàng thì lấy giấy màu vàng gói hoặc có thể lót dưới mâm để đặt lên rồi mới thờ.
Cách viết bài vị cúng sao kế đô, gia chủ hãy dùng sớ có màu vàng và viết Địa cung thần vĩ kế đô tinh quân. Tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998 năm mệnh, năm nay gặp hạn địa võng. Nhắc đến hạn địa võng, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau. Địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan dày già. Có nghĩa là người nào gặp phải hạn này, gặp nhiều nỗi buồn trong cuộc sống, gặp nhiều thị phi, rắc rối, dù làm đúng hay sai, vẫn bị người khác hiểu lầm, muôn đời mang tiếng xấu. Điều này khiến cho tâm trạng người gặp hạn trở nên đau buồn, phiền lòng. Khi gặp phải hạn này, thì các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, hiểu nhầm. Trong gia đình thì lời qua tiếng lại, không khí luôn căng thẳng, mệt mỏi. Không nên quá tin vào lời nói của người khác, nhất là không cho người lạ mặt ở hay ngủ nhờ, chẳng may tai bay vạ gió, hao tiền tốn của, dễ xảy ra tình trạng trộm cắp, mất mát tài sản. Hóa giải, để giảm bớt ảnh hưởng của hạn địa võng, gia chủ phải chú ý không nên đi ra khỏi nhà vào khi trời tối, không may bị tai nạn bất ngờ xảy ra thì rất nguy hiểm. Nhẹ thì hoảng sợ, tiền của mất mát khi gặp kẻ xấu, và nặng thì tai nạn đe dọa đến tính mạng hoặc thậm chí là cái chết. Sau đó, gia chủ không nên cho người lạ mặt vay tiền, mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham, đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Quan trọng hơn, gia chủ cần phải thành tâm, sống hướng thiện, thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật, mong cho gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998 năm mệnh, trong năm Nhâm Dần 2022, sự nghiệp. Năm nay tuổi Mậu Dần sinh năm 1998, rơi vào năm trực thái tuế. Vì vậy, sự cạnh tranh trong công việc tương đối cao, khát vọng phấn đấu trong sự nghiệp mạnh. Người tuổi Mậu Dần năm nay không nên quá đề cao bản thân hoặc đứng mũi chịu sào. Năm nay có tướng tinh nhập mệnh nên được quý nhân phù trợ, cơ hội tới liên tục. Những người có năng lực quản lý có thể tích cực học tập cũng như tập trung phát triển sự nghiệp. Với các bạn đang còn đi học, cần phải không ngừng nỗ lực, học tập thì sẽ đạt được kết quả cao ngoài dự kiến. Sự nghiệp có thể ở vùng trũng trong năm mới 2022. Khi là người mới đi làm tại nơi làm việc, bạn cần phải học rất nhiều thứ, có thể thường xuyên đi vào ngõ cụt trong công việc hoặc gặp sự từ chối giúp đỡ. Về tài chính, vào năm 2022, tuổi Mậu Dần rơi vào năm bản mệnh. Tài vận tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 năm nay không có quá nhiều thu hoạch. Chi nhiều, thu ít nên hạn chế đầu tư cho vay hoặc hợp tác làm ăn. Khi bước vào lĩnh vực làm ăn mới cũng cần phải hết sức cẩn thận nên lấy sự ổn định làm đầu, tránh phá tài tán của. Cần phải tìm hiểu kỹ càng lĩnh vực chuẩn bị đầu tư để đưa ra những chiến lược hợp lý phù hợp. Chỉ nên đầu tư vào những ngành nghề mà mình hiểu rõ để tránh rủi ro có thể xảy ra. Bên cạnh đó, để tránh phá tài và bại tài do vận xung thái tuế mang lại, những gia chủ tuổi Mậu Dần cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, giúp khai mở cung tài lộc, khai thông con đường quan vận và sự nghiệp cho gia chủ tuổi Mậu Dần. Về sức khỏe Mậu Dần sẽ không gặp vấn đề nghiêm trọng, nhưng nếu bạn đã trải qua một cuộc phẫu thuật lớn hoặc chưa khỏi bệnh, hãy chú ý hơn đến sức khỏe của bạn vì nó có thể quay trở lại. Mặc dù bạn còn trẻ và có sức khỏe tốt, nhưng đừng lạm dụng. Thường xuyên thức khuya, hút thuốc, uống rượu và những thói quen xấu khác có thể từ từ hủy hoại cơ thể bạn. Tuổi Mậu Dần năm nay gặp thái tuế, khiến cho mọi việc trở nên bất lợi, phát sinh nhiều việc ngoài ý muốn, sức khỏe giảm sút, các mối quan hệ xấu đi, dễ mắc những điều tiếng thị phi. Cùng với đó, trong năm nay do thiên khí và địa khí có phần xung khắc nên sẽ có thể dẫn tới mệnh chủ, có thể sẽ gặp phải các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Mệnh chủ sẽ cần phải hết sức chú ý giữ gìn sức khỏe của mình và người thân trong gia đình của mình. Vì tính cách khá khó chịu, cũng như là chịu khó làm việc, nên nhiều khi những người tuổi Sửu bị hao tổn quá sức, làm nhiều mà không biết hưởng thụ cũng là một nhược điểm của bản mệnh. Khi còn trẻ, ta hãy cố gắng hết sức. Khi về già, gia chủ hãy cố gắng để tuổi già có thể hưởng thụ, không nên chỉ dành cả đời để làm lụng, rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, chạy chữa tốn tiền mà vẫn mắc nhiều bệnh tật. Nếu có thời gian, nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cũng cần phải sử dụng vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân.
vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998. Về tình cảm gia đạo, năm nay tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 khuyết đào hoa tinh, lại là năm trực thái tuế nên phương diện tình cảm có nhiều biến động. Đối với các gia chủ đã có gia đình, cần phải tránh thái độ ghen tuông quá mức khiến cho đối phương cảm thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Những người tuổi Mậu Dần đã kết hôn, do ảnh hưởng của thái tuế dẫn đến có nhiều sự thay đổi, cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã, cần giữ thái độ bình tĩnh để giải quyết vấn đề của gia đình mình. Đặc biệt, các đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe, dẫn đến tình trạng đồng sàng dị mộng, từ đó dẫn tới sạn nứt tình cảm gia đình. Vậy nên hai vợ chồng cần phải bao dung và lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Đối với những mệnh chủ còn đang độc thân, cần phải chú ý, đừng để vì áp lực công việc mà đánh mất tình cảm của mình. Cần phải chú ý cân bằng giữa công việc và tình cảm, tránh trường hợp mất cân bằng để hối tiếc về sau. Cần chú ý dành thời gian nhiều hơn cho những người mình yêu thương, người sẽ cùng mình đi trên quãng đời còn lại nhiều hơn. Các gia chủ nên đem bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998 nam mệnh, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Luận tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 nam mạng, theo tháng âm lịch năm 2022. Tháng 1, đón xuân cùng gia đạo đầu năm, tuổi Mậu Dần nam mệnh có tình cảm của thành viên trong nhà không được tốt. Tháng 2, tiền bạc trong tháng này có sự tiêu pha hao tán nhiều, bên cạnh đó sức khỏe không tốt, đặc biệt là về đường tiêu hóa. Tháng 3, trong gia đình có người thân ở xa về trong tháng 3. Tháng 4, sức khỏe trong tháng 4 không được tốt, có thể bị ốm đau hoặc bệnh tật lâu ngày khó nói. Tháng 5, di chuyển xe cộ trong tháng 5 nên hết sức cẩn trọng. Trong tháng này, có thể có người bị ốm đau bệnh tật. Tháng 6, có tin vui trong họ hàng, anh em bạn bè trong tháng này, đó có thể là việc hỉ cưới xin, cũng có thể là thêm thành viên. Tháng 7, trong tháng này chú ý cẩn thận di chuyển miền sông nước. Tháng 8, đây là tháng người sinh năm 1998 nam mạng, chú ý các vật sắc nhọn, dao kéo đâm phải hoặc chú ý đường ăn uống tiêu hóa. Tháng 9, tháng này sức khỏe Mậu Dần không được tốt. Tháng 10, di chuyển bên ngoài cần phải chú ý vì có dấu hiệu tai nạn bất ngờ đến với gia chủ. Tháng 11, có niềm vui lớn do người khác đưa tới. Tháng 12, trong tháng cuối năm đón nhiều tin vui trong anh em họ hàng nội tộc. Ngoài ra có thể gặp được người mong muốn trong tháng. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi tuổi Mậu Dần 1998 trong năm 2022 nhâm dần. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Mậu Dần 1998. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong năm 2022 đầy hứa hẹn và tài lộc, may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an và thành công hơn nữa. Còn bây giờ Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.